trung tâm trải nghiệm việc làm, mình đến đây. Hãy giúp mình gặp Thiên Su. Đâu là công việc thú vị nhất? Giáo viên. Ô, tuyệt thật. Hãy giúp Mio Mio mặc đồ nào. Trang phục lịch sự. Sách. Bảng đen. Mình là giáo viên, mình có thể giúp trẻ em trở nên thông minh hơn. Đến giờ đi học rồi, cô sẽ kiểm tra tay của các con. Tay của con thật sạch, cô tặng con một bông hoa đỏ. Tay của con bẩn quá, con phải rửa tay đúng cách. Móng tay của con dài quá và cần cắt ngắn đi. Cô có một số câu hỏi dành cho các con. Cô muốn hai chú gà con. Học sinh có câu trả lời đúng sẽ nhận được một bông hoa đỏ. Con vật nào bay trên trời? Chính xác, cô tặng con một bông hoa đỏ. Cái gì chạy trên mặt đất? Học sinh có câu trả lời đúng sẽ nhận được một bông hoa đỏ. Cô muốn cốc màu đỏ. Chính xác, cô tặng con một bông hoa đỏ. Có bao nhiêu chú gà con trên bàn đen? Một. Hai. Hai. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Bảy.